kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quạng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan điều tra, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015 đã được Giám đốc công ty Lilama mang 5 tỷ đồng tới tặng quà Tết. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Văn Vịnh. Đáng chú ý, theo cáo trạng, ông Vịnh thừa nhận nhận 5 tỷ đồng cói biếu từ công ty Lila Ma. Theo cáo trạng, hành vi của bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã phạm tội, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại điểm A, B, khoản 2, Điều 227 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và tội rửa tiền quy định tại điểm A khoản 3, điều 251 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Hành vi của các bị can Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Trung đã phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, hai cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương, nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai Mai Đình Định đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 281 bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể, đối với bị can Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là phó chủ tịch và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại quyết định số 1915 ngày 1 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, quyết định 1915. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ được giao, đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mà ký các văn bản số 1744 ngày 7 tháng 7 năm 2011, số 839 ngày 11 tháng 4 năm 2012, số 2160 ngày 2 tháng 8 năm 2012, số 3805 ngày 3 tháng 12 năm 2012, giấy chứng nhận đầu tư số 1212 1000 358, ngày 17 tháng 12 năm 2012 và có ý kiến bút phê, chỉ đạo và các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật, vi phạm Điều 65, Điều 67, Điều 82, Luật khoáng sản năm 2010, để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản quạng Apatit tại khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ. Hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng apatit trong phạm vi 37.700 m2, trong đó có 22.674,2 m2 nằm trồng lớn vào diện tích khai trường 18 có trị giá hơn 312 tỷ đồng và hơn 23 tỷ đồng tiền thuế, phí tài nguyên đã nộp, tổng cộng gần 300 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can thừa vào vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Nguyễn Văn Vịnh làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai và sau khi công ty Ma đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quạng Apatit trong diện tích 37.700 m2 thì Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà Tết. Sau khi nhận số tiền 5 tỷ đồng, bị can Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Cuối ngày thứ 17, phiên tòa của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Trường Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát đã kết thúc phần bào chữa của các luật sư đối với 86 bị cáo trong vụ án cũng như phần bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan. Theo đó, ngày mùng 1 tháng 4, phần tranh luận tiếp tục với nội dung Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư, tự bào chữa bổ sung của bị cáo và quan điểm bảo vệ quyền lợi. Bào chữa cho Trương Mỹ Lan, các luật sư cho rằng về tội danh tham ô tài sản, chủ thể của tội này phải là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản tại SCB, trong khi đó bị cáo không hội tụ các điều kiện này. Hơn nữa về bản chất và hành vi của Trương Mỹ Lan được xác định là cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội nếu có xuyên suốt trong 10 năm nên tách ra hai tội danh ở hai thời điểm là chưa phù hợp. Đối với tội đưa hối lộ của bị cáo Lan, theo các luật sư, hiện chỉ có Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB khai đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hay thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước. Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ Võ Tấn Hoàng Văn còn lại không có chứng cứ khác chứng minh bị Cáo Lan đã chỉ đạo văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho Đỗ Thị Nhàn, vì vậy các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc thân chủ tội đưa hối lộ. Đối với phần bảo vệ quyền lợi của người bị hại là SCB, ngân hàng đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại của SCB tính đến ngày xét xử sơ thẩm, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024 là 761.802 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là gần 484.000 tỷ đồng, nợ lãi phí tạm tính là hơn 277.800 tỷ đồng. Xác định bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải có trách nhiệm liên đối, khắc phục toàn bộ thiệt hại. Xem xét giao cho SCB toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý 1.166 tài sản đảm bảo là vật chứng trong vụ án, cho SCB nhận lại toàn bộ tài sản và các quyền tài sản mà cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi, kê biên, phong tỏa trong vụ án. Đối với khoản tiền nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, SCB cũng đề nghị thu hồi lại trả cho SCB bởi tiền đưa nhận hối lộ này có nguồn gốc từ SCB. Đối với thiệt hại vụ án, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cách xác định lại thiệt hại của vụ án bởi viện kiểm sát xác định thiệt hại dựa trên nguyên tắc lấy dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo, xong lại loại trừ một số tài sản đảm bảo khiến bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm với số thiệt hại cao hơn rất nhiều so với sai phạm bị cáo buộc về đề nghị của bị cáo Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Palace ở số 29 Liễu Giai, Hà Nội để bổ sung khắc phục hậu quả thì tại tòa đại diện hai trong bốn ngân hàng HSBC thuộc tập đoàn ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải và ngân hàng OCBC Bank Singapore không đồng ý và đề nghị hội đồng xét xử xem xét bảo đảm quyền lợi của ngân hàng. Theo bốn ngân hàng, tòa nhà Capital Palace đang được công ty cổ phần Trinh thế chấp để đảm bảo khoản vay 200 triệu đô la Mỹ thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày 30 tháng 4 năm 2024. Tòa nhà Capital Palace được Trương Mỹ Lan thông tin đến tòa là có thể bán với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Song con gái bà Trương Mỹ Lan trình bày đang có người trả 360 triệu đô la Mỹ, nhưng tòa nhà này đang thế chấp vay. Sau khi bán xong, trả nợ cho 4 ngân hàng, số tiền còn lại sẽ dùng khắc phục hậu quả trong vụ án. Về yêu cầu của Trương Mỹ Lan đề nghị SCB trả tiền thuê tòa nhà 19 Nguyễn Huệ SCB trình bày tài sản này đang bị kê biên nên hiện SCB chưa thanh toán tiếp nhưng số tiền nợ thấp hơn rất nhiều so với tiền mà SCB đặt cọc. Liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo, từ cuối tháng 3 năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố hơn 15 bị can về nhiều tội danh. Trong 15 bị can đang bị cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an điều tra, Bà Hoàng Thị Thúy Lan, từng là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bà Lan bị khởi tố bị can và bắt tạm giam hôm mùng 8 tháng 3 với cáo buộc tội danh nhận hối lộ. Tại họp báo quý 1 do Bộ Công an tổ chức ngày 26 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng C03 cho biết bà Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ bị can Nguyễn Văn Hậu. Quá trình điều tra bước đầu, nữ cựu bí thư Vĩnh Phúc đã nộp lại số tiền và khai nhận hành vi với cơ quan điều tra vị cựu bí thư tỉnh ủy thứ hai bị bắt trong vụ án này để điều tra hành vi nhận hối lộ là ông lê viết chữ nguyên phó chủ tịch nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi theo cáo buộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị can lê viết chữ nhận tiền của nguyễn văn hậu để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi những bị can tiếp theo từng giữ chức vụ cao của cơ quan hành chính cấp tỉnh gồm có Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Cao Khoa, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra còn có Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Cũng giống như vai trò của hai cựu bí thư tỉnh ủy nêu trên, các bị can Lê Duy Thành, Cao Khoa và Đặng Văn Minh đều bị khởi tố tội nhận hối lộ. Trong số này, C03 bước đầu xác định ông Lê Duy Thành nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ hậu pháo, hiện đã nộp lại số tiền để khắc phục hậu quả. Mới đây nhất, ngày 28 tháng 3, Bộ Công an công bố thông tin về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cũng về hành vi nhận hối lộ. Vụ án này còn có tình tiết khiến dư luận quan tâm, đó là việc C03 công bố nội dung cho thấy bị can Đặng Trung hành cựu tránh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã nhận số tiền 64 tỷ đồng từ hậu pháo. Cũng trong vụ án này, nhiều cựu cán bộ sở ngành một số địa phương đều vướng vòng lao lý. Họ gồm Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở Quảng Ngãi. Nói thêm về vụ án này, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, cơ quan điều tra Bộ Công an đã chỉ ra thủ đoạn của loại tội phạm khá mới. Tội phạm này sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao để gây áp lực, gây tác động và sức ảnh hưởng đến cán bộ chính quyền cơ sở nhằm trục lợi. Còn theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03, Nguyễn Văn Hậu có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên lão ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm được việc này, họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành phân tích, Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản nhà nước và của nhân dân mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra và mở rộng